Thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông cáo báo chí thông tin về nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy tại máy ta luy của hộp chôn lấp rác số 2 thuộc bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Theo đó, qua xem xét đánh giá, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố thống nhất kết quả xác định nguyên nhân của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Hiện tượng khí cháy sinh ra trong bãi chuông lấp rác hợp vệ sinh là quá trình tự nhiên, lượng khí sản sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thành phần rác, điều kiện vi khí hậu. Thời gian qua, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, kết hợp với các đợt mưa do ảnh hưởng của bão số 2 làm áp suất khí quyển thay đổi dẫn đến lượng khí cháy hình thành từ quá trình chôn lấp rác, khí mê tan, thoát ra tăng đột biến, tích tụ và gây nên hiện tượng cháy sở tài nguyên và môi trường đề nghị đơn vị thi công dự án nâng cấp cải tạo một số hạng mục bãi chôn lấp rác khánh sơn tập trung ưu tiên thực hiện trước hạng mục lắp đặt hệ thống thu khí ga tại các hộp chôn lấp rác để đảm bảo an toàn về người và tài sản sở tài nguyên và môi trường yêu cầu đơn vị vận hành bãi rác khánh sơn tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ quản lý mọi hoạt động diễn ra trên khu vực bãi rác đảm bảo đúng quy định Đến 14 giờ 30 phút ngày hôm nay 14 tháng 6, công tác khắc phục hậu quả và triển khai hoạt động giảm nhiệt tại khu vực cháy vẫn tiếp tục được duy trì.